Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 15 tháng 3 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đang được giao dịch quanh ngưỡng là 1.725 đô la Mỹ trên một ao, giảm 1 đô la Mỹ so với dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Các chuyên gia nhận định gói hỗ trợ Covid-19 mới trị giá 1.900 tỷ đô la Mỹ của Mỹ sẽ tiếp sức cho vàng vốn được coi là hàng rào chống lại lạm phát từ các biện pháp kích thích quy mô lớn. Giá vàng rớt gây khó khăn cho các nhà đầu cơ, nhưng cũng là cơ hội cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội khi còn trần trừ chưa biết đầu tư vào đâu. Cơ hội đầu tư vàng trong năm 2021 được nhận định sẽ khó có thể bứt phá như năm 2020. Còn tại thị trường trong nước, trong phiên dịch hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh tăng so với phiên dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Tại các tỉnh thành phố từ Bắc xuống Nam, giá vàng SDC đồng loạt tăng 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại các tỉnh thành phố từ Bắc xuống Nam, giá vàng SJC đồng loạt tăng 100.000 đồng một lượng và đi ngang ở chiều bán ra. Duy chỉ có SJC Đà Lạt là chưa có sự điều chỉnh. Cụ thể, giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố đang được niêm yết ở mức giá như sau. Tại SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng đều có chiều mua vào là 55,45 triệu đồng trên một lượng và bán ra 55,87 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Nha Trang có chiều mua vào là 55,45 triệu đồng trên một lượng và bán ra 55,87 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Cà Mau có chiều mua vào là 55,45 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,87 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Bình Phước có chiều mua vào là 55,43 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,87 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Huế có chiều mua vào là 55,42 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,88 triệu đồng trên một lượng. Tại SDC Biên Hòa, SDC Miền Tây và SDC Quảng Ngãi đều có chiều mua vào là 55,45 triệu đồng trên một lượng và bán ra 55,85 triệu đồng trên một lượng. Tại SDC Đà Lạt có chiều mua vào là 47,77 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,2 triệu đồng trên một lượng. Tại SDC Long Xuyên có chiều mua vào là 55,47 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,9 triệu đồng trên một lượng. Thưa quý vị, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng các loại hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh tăng so với phiên dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua, cụ thể được niêm yết ở mức giá như sau. Tại SJC Hồ Chí Minh từ một lượng đến 10 lượng có chiều mua vào là 55,45 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng và bán ra 55,85 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Nhiễm 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ có chiều mua vào là 51,65 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 52,25 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 4 số 9 có chiều mua vào là 51,25 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51,95 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng một cả hai chiều. Vàng nữ trang 24K có chiều mua vào là 50,436 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 51,436 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng một cả hai chiều. Vàng nữ trang 18K có chiều mua vào là 37,116 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 39,116 triệu đồng trên một lượng, tăng 37.000 đồng một cả hai chiều. Vàng nữ trang 14K có chiều mua vào là 28,44 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 30,44 triệu đồng trên một lượng, tăng 29.000 đồng một cả hai chiều. Vàng nữ trang 10K có chiều mua vào là 19,815 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 21,815 triệu đồng trên một lượng, tăng 21.000 đồng một cả hai chiều. Thưa quý vị, còn tại một số tổ chức lớn, giá vàng hôm nay đã được niêm yết ở mức giá như sau. Tại Doji Hồ Chí Minh có chiều mua vào là 55,4 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng và bán ra là 55,8 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Tại Doji Hà Nội có chiều mua vào là 55,3 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,8 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi tại PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội đều có chiều mua vào là 55,3 triệu đồng trên một lượng và bán ra 55,8 triệu đồng trên một lượng, cũng không có gì thay đổi. Tại phú quý SGC có chiều mua vào là 55,45 triệu đồng trên một lượng và bán ra 55,85 triệu đồng trên một lượng, tăng 80.000 đồng một cả hai chiều. Tại tổ chức My Hồng có chiều mua vào là 55,45 triệu đồng trên một lượng và bán ra 55,7 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Tại Bảo Tín Minh Châu có chiều mua vào là 56,35 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,8 triệu đồng trên một lượng, cũng không có gì thay đổi. Tại một số ngân hàng lớn, giá vàng SJC cũng đã có sự điều chỉnh so với dịch cùng thời điểm này sáng hôm qua, cụ thể được niêm yết ở mức giá như sau. Tại ngân hàng SJC Bank có chiều mua vào là 55,5 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,75 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều. Tại ngân hàng ACB có chỉ mua vào là 55,4 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng và bán ra 55,75 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng. Tại ngân hàng Sacombank có chỉ mua vào là 54,38 triệu đồng trên một lượng và bán ra 54,58 triệu đồng trên một lượng, cũng không có gì thay đổi. Tại ngân hàng SCB có chiều mua vào là 55,35 triệu đồng trên một lượng và bán ra 55,75 triệu đồng trên một lượng, tăng 250.000 đồng một cả hai chiều. Tại ngân hàng Maritime Bank có chiều mua vào là 54,95 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,15 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng ở chiều bán ra. Tại ngân hàng Anh Gold có chiều mua vào là 55,35 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng và bán ra là 55,8 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08 2346 5555 55, hoặc địa chỉ email 30 tập a.invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.